Clip hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về con thú mỏ dịch. Perry the Platypus, đó là cái con thú mỏ dịch nổi tiếng nhất ai cũng biết thông qua cái phim Phineas and Ferb. Mà hình như chỉ có cái phim đó giúp chúng ta biết về cái con này thôi, chứ còn hiện tại chắc cũng không ai quan tâm con nó là con gì. Ừ, thú mỏ dịch, tôi có mấy con dịch. Nhưng thú mỏ dịch thì ok, cái chuyện đó đâu có gì đặc biệt đâu. Khi mà lần đầu tiên mà người ta phát hiện ra có cái con thú này tồn tại á, thì phản ứng của giới khoa học là hàng pha ke, con này không thể tồn tại được. Thằng nào mà giỡn mặt với tao, mày lừa tao hả? Mày coi thì tao là con nít hả? Tại vì biết sao, năm 1799, ông George Shaw, ổng là một nhà khoa học, ổng gửi cái con này từ bên Úc qua bên Anh. Thì tất cả những nhà khoa học ở đó đều đồng ý một chuyện là cái con này nó không thể tồn tại được. Bởi vì cái con gì? Mỏ thì mỏ dịch, chân thì chân rái cá, đuôi đuôi hải ly. Tụi bay tính gắn nguyên cái mỏ dịch vô trong hải ly rồi kêu đó là một con thú hả? Tính lừa ai đây? Hóa ra không có lừa, mà con này nó đặc biệt như vậy đó. Sau khi càng nghiên cứu thì người ta càng phát hiện con này nó giống như một cái nồi lẩu của tự nhiên vậy đó. Những cái đặc điểm của loài này nó cắm vô cái loài kia cắm vô loài nọ, nó ra được tổng hợp, đó là con thú mỏ dịch. Bởi vậy, đó là lý do vì sao hôm nay tôi làm cái clip về nó, để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn con Perry the Platypus nó đặc biệt tới chỗ nào. Nó không phải chỉ đơn giản là một thám tử trong Phineas and Ferb đâu. Còn chơi gì nữa, vô clip rồi sẽ biết. Đầu tiên, con thú mỏ dịch này nó được xếp vô bộ động vật có vú, nhưng nó không có vú. Là vậy đó. Các bạn cũng biết động vật có vú là gì đúng không? Con người là động vật có vú. Thì động vật có vú là động vật đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ. Chẳng hạn như ở dưới biển, con cá voi là động vật có vú. À, con cá nhưng mà nó lại là động vật có vú, nghe chưa? Còn trên bờ là con người, con khỉ, rồi con nai hưu gì đó các loại. Con ở trên không á là con dơi, là nữ tiếp viên hàng không. Không, động vật có vú chỉ là con dơi thôi. Ok, thì con dơi nó là con bay. Con thú mỏ dịch này nó được xếp vô động vật có vú bởi vì nó thuộc họ Mammal, Mammalia theo tiếng Latin. Thì cái tiếng đó dịch ra một cách đơn giản, thẳng thắn nhất ở từ tiếng Việt đó là vú. Nhưng mà con này nó không có vú. Vậy đó, nó không có vú, nó không có một cái vú nào hết trơn hết á. Nhưng mà nó vẫn tiết sữa ra. Độc chiêu vậy đó. Động vật có vú, không có vú nhưng mà vẫn có sữa. Và con non của nó biết bú sữa bằng cách nào không? Con non của nó nhấn vô, nó vẫn có cái núm nhưng mà nó không có nằm theo kiểu bình thường, mà nó tuyến sữa của nó nằm dưới da. Thành ra khi mà con non của nó mà muốn bú sữa, con nó chỉ có làm nhiều là nhấn cái sữa nó sạch ra, cái nó chảy thành dòng ở trên người, cái con non cứ tiếp tục liếm thoải mái, liếm tài le tùm lum tài lai thôi, chứ vú nó không có nằm ở chỗ đó. Sao cái con này nó kỳ cục như vậy? Tại vì nếu mà có vú thì nó dễ, đúng không? Các bạn thấy có cái vú các bạn dễ bóp vô đó, rồi các bạn bấu vô đó giống như có một cái vật gì đó để mình có thể leo lên trên núi hay là gì đó. Nó cũng đồi núi chập trùng như vậy. Nhưng mà con này nó không có, cho nên con nó mỗi lần mà muốn bú là phải bò trong một đám lông, bò tới bò lui, xong rồi cứ nhấn đại tự nhiên có sữa xịt ra. Vậy đằng đó chính là vú của mẹ mình. Con gì quái đản gì nè trời. Nhưng mà nó là như vậy đó. Nếu mà các bạn để ý vô những cái chữ mà giống như vậy thì các bạn nghĩ, ủa, động vật có vú sao không có vú? Vậy sao xếp nó vô động vật có vú được? Thì cái câu trả lời đó các nhà khoa học sẽ trả lời thôi, chứ không phải tôi. Còn tôi thì tôi thấy là cái chuyện này trong cái thực tế nó cũng có xảy ra. Chẳng hạn như anh Di Leo, anh làm tri thức xuống nghĩa bị kêu là phản động, mà anh có phản động đâu. Ai không có một ai có bằng chứng hết, chỉ có mấy đứa nít. Nghe nói phản động lắm. Nghe nói thằng này nó phản động lắm. Nhưng mà kêu bằng chứng đâu. Thằng đó nó phản động đó. Mày nghe nói là mày nghe thấy cái đài này nói, mày nghe cái báo gì đó. Không vô đọc tờ báo với lại đọc cái đài cũng không thấy bằng chứng luôn, nhưng mà nó vẫn nghe nói không mà không bao giờ chịu coi clip đó. Thành ra phải coi clip mình mới biết con thú mỏ dịch nó thuộc bộ có vú nhưng nó không có vú, nhưng nó vẫn có sữa. Độc chiêu. Đặc điểm kế tiếp, thú mỏ dịch là thú nhưng không đẻ con mà đẻ trứng. Là vậy đó. Thú là sao? Thú là có lông mao. Con thú mỏ dịch nó cũng vậy, nó cũng có lông mao. Tim nó cũng 4 ngăn. Thân nhiệt nó là hằng nhiệt. Hằng nhiệt có nghĩa là sao? Con người chúng ta là hằng nhiệt á, tức là lúc nào cũng 37 độ sắp xỉ qua lại. Thì con thú mỏ dịch nó cũng 35 độ sắp xỉ qua lại. Nhưng mà nó lại quyết định đẻ trứng chứ nó không có đẻ con. Trong khi hễ là thú thì phải đẻ con. Thì các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho ra được một cái kết luận, đó là nó thích vậy đó, ai làm gì được nó thì tất cả đều nói không làm gì được cả. Giờ bỏ thì giờ sao nữa giờ? Đâu có ai gì cãi gì được. Ngay cả cái chuyện nó là động vật có vú mà nó không có vú, thì bây giờ cái chuyện mà nó là thú nhưng mà nó không đẻ con thì ok, chấp nhận thôi. Giờ mày chơi vậy, tao chơi vậy, chứ giờ sao nữa. Giờ mày đặt vậy, tao theo luôn, chứ giờ không biết cách nào nữa trơn á đó. Cái đặc điểm này không phải chỉ có một mình con thú mỏ dịch có, mà có tới 5 loài nó có lận. Đó là 5 loài duy nhất nằm ở trong cái hệ đơn huyệt Monotreme. Hệ đơn huyệt này gồm có 5 con thú, nhưng mà tôi Google
có ra được có 3 con à. Đó là thú mỏ dài, thú mỏ ngắn ở bên bên Úc á. Còn hai con còn lại tới giờ cũng không biết là con gì hết trơn á. Thậm chí ngay trong cái trang tôi Google ra cũng có câu hỏi: ai chỉ ra được 5 loài thú đơn huyệt, tôi sẽ cho 5 sao. Cho tới bây giờ vẫn không có ai nhận được 5 sao từ đó hết trơn hết á. Nó giống như cái trường hợp tôi kêu: ai coi clip của anh Dây Leo nhớ bấm share, bấm subscribe để cho kênh Tri Thức Ngày Này một phát triển lên. Nhưng mà không ai thích làm hết. Tới bây giờ mãi mãi vẫn chỉ có 800.000 subscriber thôi. Nó không liên quan gì tới chuyện này hết, nhưng mà tôi cố gắng tôi nhét vô được không? Ok. Các bạn biết thú đơn huyệt là gì không? Thú đơn huyệt á là cái hệ thống tiêu hóa, tiết niệu với lại sinh sản của nó là chung một cái đường. Và cơ bản nó một cách đơn giản nhất để các bạn dễ hình dung, nó có nghĩa là một lỗ đẻ đái ị, một lỗ thôi, cứ đi xuống như vậy thôi. Nó đặc biệt như vậy đó. Cái trứng của con này đẻ ra nó cũng có cái chuyện ở trong đó nữa, đó là tại vì cái trứng của nó quá nhỏ so với cái cơ thể của nó. Khi mà cái con mà thú mỏ dịch mà nó trưởng thành á, nó có thể dài nửa mét và nó nặng 1,5 kg. Nhưng cái con nó khi đẻ ra nó vô cùng nhỏ xíu, nó không có lông, nó không có gì, nó giống như là một cái phôi thai đúng nghĩa luôn đó. Nhìn vô các bạn sẽ không thể nào tưởng tượng được là cái con này sau này nó lại dài tới nửa mét và nó nặng 1,5 kg hết. Nếu mà so sánh tương quan giữa cái trứng dịch với lại cái con dịch lúc mà trưởng thành á, thì các bạn vẫn có thể nhìn thấy được à, hai con này nó giống nhau. Tức là kiểu như thằng đầu gấu này thì hồi nhỏ nó đầu gấu rồi lớn lên nó cũng đầu gấu. Còn đằng này nhìn vô một cái con mà thú mỏ dịch á, hồi nhỏ mình không thể nào mà mình nghĩ nó lớn lên nó dài được tới cỡ này hết trơn á. Giống như vô trong trường cái thấy có thằng lùn vô cùng lùn luôn, chỉ nó thằng lùn, thằng lùn hai ba bữa sau qua mùa hè cái gặp lại cái à, anh lùn à, anh thông cảm cho em lỡ miệng được không, đừng đánh em nữa. Vậy đó, cảm thấy nó nhục nhã vô cùng. Nhưng chuyện đó không có gì là lạ lẫm ở cái con thú mỏ dịch hết. Bởi vì con này đã nói nó là một cái loài lẩu của thiên nhiên. Chưa hết đâu mấy bạn, còn nữa. Đặc điểm kế tiếp, nó lại làm cho chúng ta cảm thấy vô cùng là tréo ngoe. Bởi vì nhìn con thú mỏ dịch rất là dễ thương, giống như cái con Perry the Platypus trong phim Phineas and Ferb. Nhưng các bạn biết không, con quỷ này nó có nọc độc. Đúng vậy, nó có nọc đó mấy bạn. Nọc của nó nằm ở trong chân. Khi mà nó đụng vô chúng ta, thực ra thì cái nọc này á, nó có thể tác dụng là giết chết cả một con chó luôn. Nhưng đối với con người nó chỉ gây ra đau đớn vô cùng quằn quại trong khoảng mấy tháng thôi à, chứ cũng không có sao đâu, không tới nỗi chết đâu. Nhưng mà các bạn thử tưởng tượng coi, đau đớn quằn quại trong mấy tháng thôi với cái chuyện chết liền, cái nào đáng để mà chịu đựng hơn? Các bạn suốt ngày cứ hay là các bạn bùm cái các bạn trời tự nhiên mọc cánh có cái đờn rồi bay lên trên thiên đường vậy đó, thì các bạn chọn cái nào? Dĩ nhiên thì không ai muốn chọn cái gì hết, cho nên thấy cái con mà Perry the Platypus đừng có ôm nó nghe chưa. Tại vì cái loại độc này á, nó chỉ xuất hiện ở con đực mà thôi. Đây là cũng là một cái điều kỳ lạ, tại vì thường á, các bạn thấy độc á, thường xuất hiện ở con cái nhiều hơn, tại con cái nó độc địa lắm. Nói lúc này chắc mấy bạn nữ Dì Leo, vừa thôi nha anh còn đá tụi em nữa là tụi em không bấm share cái clip, không có donate cho những cái thức ăn tinh thần của anh đâu nghe chưa. Dạ xin lỗi mấy bạn, tôi đã sai rồi. Loại đực là loại có độc, đó là điều đương nhiên. Khi trong cái mùa sinh sản á, con đực á bình thường nó cũng không có độc luôn, chỉ mùa sinh sản thì nó mới phát triển nọc độc ở trong chân của nó thôi. Để làm gì? Để quýnh lộn. Quýnh lộn đó mấy bạn, tại vì sao? Đơn giản thôi, tới mùa sinh sản mà phải kiếm con cái đúng không? Mấy anh kiếm con cái thì nhìn sao, mỗi dịch nó đâu có xe hơi, nó không có nhà lầu, nó không có đồng hồ, cho nên làm gì có độc chứ. Ok, nào mà lạng quạng nhỏ mà tao chặt một phát, tao chích một phát cho mày đau đớn khôn nguôi. Lúc đó là hả, cái chuyện mà nứng của mày là tiện nứng tắt nứng luôn nghe con đó. Cho nên các bạn thấy mấy con đó, đặc biệt là mùa sinh sản, đừng có đụng vô nó nghe chưa. Tin tốt á là cái loại nọc độc của cái con thú mỏ dịch này á, nó lại có khả năng chữa trị bệnh tiểu đường type 2, tức là loại 2 độc chiêu rồi đó. Tại vì khi mà người ta nghiên cứu á, trong cái nọc độc của cái con mà thú mỏ dịch này, nó có một cái hormone tên là GLP-1. Tiếng Anh của nó là cái gì? Hormone này nó tên là glucagon-like peptide 1, được tiết ra trong ruột của cả người và động vật, kích thích giải phóng insulin để hạ đường huyết. Nhưng cái GLP-1 này thường phân hủy trong vòng vài phút. Trong vài phút á thì nó sẽ không có đủ cái tác dụng để mà cho bằng gọi là chữa cái bệnh tiểu đường loại 2. Nhưng khi mà các người ta nghiên cứu cái nọc độc của cái con mà Platypus này thì phát hiện á, cái GLP-1 của nó phát ra đó thì có thể là nó sẽ không có chuyện mà phân hủy trong vòng vài phút, mà nó dài hơn. Cho nên nếu mà người ta nghiên cứu, tiếp tục nghiên cứu, đổ tiền vô nghiên cứu nữa, thì không phải là người ta sẽ có thêm một bộ phim về Perry the Platypus riêng, mà người ta sẽ có thêm một cái series là Perry the Platypus, vị cứu tinh của những bệnh nhân tiểu đường loại 2. Nhưng mà chuyện đó thì nó sẽ là ở trong thì tương lai và rắc rối quá, cho nên tôi không có nói trong cái clip này. Chỉ để cho các bạn hiểu được một cái chuyện đơn giản là con quỷ này nó có độc, và độc nó có thể làm cho bạn đau đớn, nhưng trong tương lai nó có thể trị tiểu đường đó.
hay ha. Đặc điểm quái đản nữa của con thú mỏ dịch đó là nó không có răng, cũng không có bao tử luôn. Trời đất ơi, con này nó vậy đó mấy bạn. Các bạn biết là nó sống ở dưới nước, nhưng mà ha, nó mỗi lần nó lặn xuống nước chỉ được có 30 giây thôi à. Nó giống như là một người mà không biết bơi, không biết gì về điện nhưng mà khoái sửa ống nước vậy đó mấy bạn. Suốt ngày là sống ở miền sông nước vậy đó. Giống như sống ở Nha Trang nhưng mà không biết bơi, vậy nó lặn xuống 30 giây là phải lặn lên rồi. 30 giây lặn lên. Khi mà xuống dưới nước á, mắt mũi tai của nó coi như đóng lại hết. Nó xuống dưới nước giống như là bịt lại hết trơn. Tôi không thấy gì hết trơn, nó chỉ có dùng duy nhất là cái mỏ. Cái mỏ dịch của nó khi ở trong nước nó lại giống như là một thứ mà anten dò đường rồi đó. Nó biết mọi thứ, nó cảm nhận được mọi thứ, cho nên nhờ vậy không thấy, không nghe, không hửi được. Nhưng ở dưới nước nó vẫn bắt được đồ ăn. Và khi nó bắt được đồ ăn xong á, thì nó gần như là nuốt trọng. Nó nuốt vào trong cái khoang miệng của nó đó, sai nhai rồi cát với sạn luôn á. Xong rồi khoang miệng đó, nó nghiền qua nghiền lại chứ nó không có răng. Vậy đó, con này kỳ cục vậy đó mấy bạn. Trời đất ơi, là động vật có vú không có vú, là động vật có vú không để con lại để trứng. Hiện giờ ngay cả cái chuyện mà ăn mà không có răng, xong rồi cái bắt đầu nhai cũng không thèm nhai, rồi nuốt vô bụng, bụng cũng không có bao tử luôn. Mà không có bao tử cái nó đi thẳng xuống ruột luôn, không có axit luôn mấy bạn, nó không thèm tiết axit luôn. Thì các nhà khoa học mới bắt đầu người ta cảm thấy ủa sao kỳ cục gì nè. Ta nghiên cứu đủ kiểu hết mà xong cái người ta phát hiện ra, cái người ta bắt đầu đặt giả thuyết đó là do những cái loại mà nó ăn ở dưới đó, nó có gọi là gì, nó có là calcium carbonate tùm lum tà la hết. Cái loại này nó sẽ trung hòa cái axit ở trong ruột của, trong cái dạ dày của một cái con, một cái động vật ăn những loại này. Cho nên nó về cơ bản con thú mỏ dịch này nó không cần phải có bất cứ một cái axit để làm gì. Thậm chí sau này cái nó quyết định không có axit thôi, vậy thôi bỏ luôn dạ dày, nó ăn xong đi thẳng tới ruột xong rồi đi ra ngoài luôn. Nên nhớ con này nó là động vật đơn huyệt nha mấy bạn. Vậy đó, nói chung là không răng là một đứa móm không có dạ dày. Nhưng các bạn biết không, điều này dẫn tới một cái chuyện còn lạ lùng hơn nữa, đó là hồi xưa nó là con thú khổng lồ. Cái nhà khoa học mà ở Úc á, người ta nghiên cứu và người ta phát hiện được á, một cái hóa thạch của nó, một cái hóa thạch của con thú mỏ dịch này hồi xưa. Thì cái hóa thạch này á, nó bự tới 1 mét lận, tức là gấp đôi hiện tại. Về 1 mét mà gấp đôi hiện tại thì cơ bản cũng không có nhiều hết, nhưng mà các bạn thử tưởng tượng đi, một con cá sấu dài khoảng 3 mét gấp đôi cái dài 6 mét, có nghĩa là nó bự hơn nữa. Giống như nó không phải chỉ có đơn giản là gấp đôi lại dài ra, mà là nó phình ra cả bề dài lẫn mà bề ngang luôn. Cho nên nếu mà con thú mỏ dịch mà tới 1 mét đó là rất là kinh khủng. Và khi thú mỏ dịch 1 mét hồi xưa người ta phát hiện ra nó là thú mỏ dịch là nhờ gì, nhờ một cái răng của nó. Tôi cũng không hiểu tại sao mấy ông đó hay thiệt đó nha. Tại vì á, con thú mỏ dịch bình thường nó không có răng, nhưng mà mấy anh lại đi phát hiện ra được hóa thạch của một con thú mỏ dịch khổng lồ hồi xưa dựa trên một cái răng. Nó có gì đó nó không có đúng đúng lắm ở đây. Nhưng mà thôi, chúng ta không cần quan tâm tới cái đó. Chúng ta chỉ cần quan tâm tới cái clip Defense Mechanism của anh Yaleo thôi. Đây là một cái clip tâm lý cực kỳ hay ho. Mặc dù nó không có liên quan gì về con thú mỏ dịch hay là bất cứ con thú nào trơn hết á, nhưng nó liên quan tới con người, là chính chúng ta. Coi đi rồi sẽ hiểu được bản thân của mình ở trong đó ha. Các bạn biết con thú mỏ dịch mà khổng lồ đó nó đặt tên là gì không? Godzilla Platypus. Nghe nó rất là hay, nhưng mà tên khoa học của nó lại khó đọc hơn. Đó là Oburodon Taracuschai. Tôi không biết là tôi có đọc đúng không nữa. Nghe nó có vẻ kết hợp giữa gì mà Theorodon rồi gì rồi thịt bài không đông rồi gì đó, với lại giống như là tiếng Thái. Nhưng mà thôi kệ, coi như là tôi đọc đúng rồi ha. Nhưng mà có lẽ đó là lý do vì sao mà mấy nhà khoa học là kêu ok, kêu đơn giản thôi, Godzilla Platypus. Nghe nó có vẻ rất là hoàng hoại và nó có vẻ rất là trending. Chứ còn kêu Oburodon Taracuschai nghe mệt lắm. Ok, tưởng qua bên Thái kêu món ơi cho tôi cái món Oburodon Taracuschai, nghe nó mệt ghê trùng luôn. Tới đây là cái clip này hết rồi đó mấy bạn. Tới chắc có nhiều bạn sẽ nói ủa anh Leo, anh nói nó có nhiều đặc biệt mà sao nói tới đó rồi anh ngừng lại. Lý do tôi làm như vậy là tại vì tôi nói nhiều quá thì clip nó dài. Mà thực ra clip của tôi mục đích chính là để dành cho các bạn, làm cho các bạn có cái niềm đam mê với tri thức, giúp cho các bạn tự tìm tòi thêm. Chứ không phải là tôi nói hết để cho các bạn đem đi khoe chém gió đủ kiểu. Thực ra đó cũng là một cái để giúp cho các bạn có thêm cái vốn sống, có thêm vốn nói chuyện với người khác. Nhưng các bạn biết không, cái quan trọng nhất tôi muốn giúp cho các bạn hiểu đó là chúng ta đừng có sống như là những cái bóng lặng lẽ. Đừng cứ nghĩ là mình làm xong rồi cái tối mình đi nhậu hay là gì là cuộc đời là như vậy được rồi. Nếu mà ai cũng như vậy thì giờ chúng ta không có internet, chúng ta không có tất cả những cái thứ mà các bạn đang xài như là iPhone, như là PC hay gì đâu. Đó là nhờ những con người yêu chuộng tri thức và người ta luôn cố gắng để làm cho thế giới ngày một phát triển và có thể dễ sống hơn đối với con người. Đó cũng là cái tôi đang muốn làm cho các bạn có được cái niềm đam mê với tri thức. Cho nên
Kiến thức tôi đem tới hôm nay có thể nó còn chưa có đủ, nhưng nó làm cho các bạn. Ồ, con thú mỏ dịch nó hay như vậy. Vậy còn những con thú khác thì sao? Giống như con cá, con chó, con mèo, con heo, con gà, nó có điều gì đặc biệt để làm sao đó? Đó chính là cái tôi đang hướng tới. Cho nên nếu mà bạn nào cảm thấy quý trọng cái công việc của tôi đang làm, đó là gợi nên cái ngọn lửa đam mê tri thức, thì các bạn hoàn toàn có thể donate cho tôi, cho những nỗ lực của một vị đầu bếp tinh thần, một thầy giáo như vậy. Còn nếu mà các bạn không thích bỏ tiền ra thì các bạn có thể làm, đó là share những cái clip hay ho như clip này, hoặc là những cái clip về lịch sử, về tòa án, như là một tòa án công bằng là như thế nào. Các bạn coi cái đó để các bạn để hiểu là một tòa án công bằng nó không phải là ok, trường luật nói vậy là đúng rồi, TV nói vậy là đúng rồi, hay là báo nói vậy là đúng rồi, mà chúng ta cần phải có luật pháp đàng hoàng. Nếu như thế nào, coi rồi sẽ biết. Còn clip tới đây chắc chấm dứt được rồi. Hẹn gặp các bạn trong những clip khác nha. Bye bye.